Lớp 1 định chưa? Vâng ạ. Rồi, ok. Tôi xin giới thiệu một chút về cái chương trình mới của chúng ta. Thì kể từ cái ca mà 57 trở đi, là các bạn đang ca mười mấy nhỉ? Năm mấy? Năm tư và năm mấy? Mình không nhớ lớp của mình. Năm 6 à? Thế thì kể từ ca 57 trở đi thì chúng tôi có đưa vào một cái chương trình nữa thêm, mà tức là add more value cho học viên của trung tâm, là thêm một cái chương trình sửa máy may. Nếu như bạn nào đang học quá 56 thì là trong chương trình thử nghiệm thôi, còn 57 là chính thức. Chúng ta có một cái chương trình mở rộng như thế này. Thì lý do mà trung tâm đưa thêm vào cái khóa học sửa chữa máy để cho các bạn thì là lý do như sau. Thì lý do là có rất là nhiều những anh chị sau khi học cắt may cơ bản về và về nhà thì máy may của chúng ta hỏng rất là nhiều. Thì những cái nối nó rất là đơn giản rồi, thì là chúng ta lại không biết cách sửa, mà cứ gọi thợ thì là cứ phải mất 100.000. Nên là hiểu được cái lý do này nên là tôi rất là thương học viên của mình. Nên chính vì như vậy mà tôi tổ chức một cái buổi học như này. Chúng ta học được những cái sửa chữa máy may chuyên nghiệp. Các bạn có thích không ạ? Có ạ. Ok. Thông thường ấy thì là chúng tôi có cộng tác với bên tức là bên kỹ thuật nhà máy để hai lần một tuần, một tháng hai lần là tôi liên tục là tu sửa những cái máy của mình. Nhưng mà đối với các bạn học viên mới thì cũng kêu bảo là thầy ơi sao máy nó hỏng nhiều thế. Thì ngày hôm nay tất cả những lý do mà các bạn kêu là hỏng nhiều thế thì cũng chúng ta sẽ cùng được chuyên gia, đó là anh Nam là kỹ thuật chuyên gia về sửa chữa máy may, sẽ giúp đỡ chúng ta hôm nay. Và anh Nam là hiện tại là đang cộng tác với trung tâm về bảo trì bảo dưỡng cho máy của trung tâm, nên là tất cả có những cái câu hỏi là liên quan đến máy và cũng như là tư vấn mua máy may thì anh Nam cũng sẽ giúp chúng ta có cái cách để mà lựa chọn được một con máy dù nó là cũ nhưng mà nó vẫn đạt được những cái tiêu chí để chúng ta trong quá trình chúng ta vận hành được không ạ? Và ngày hôm nay thì anh Nam cũng sẽ hướng dẫn cho chúng ta từ những cái nối cơ bản mà giáo viên cũng đã hướng dẫn rồi cho đến những cái nối chuyên sâu để chúng ta có thể về chúng ta tự sửa được con máy. Thì ngày hôm nay chúng ta có thể dành cho chuyên gia của chúng ta một tràng tay được không ạ? Xin chào các bạn. Mình giới thiệu lại, mình tên là Nam, họ tên đầy đủ là Lê Hoài Nam. Hiện tại công việc chính của mình là kỹ thuật máy may ở công ty dịch vụ máy may Việt Nam. Thì có bạn nữa là em tên là Thông, trợ lý kỹ thuật để đến đây để giúp đỡ các bạn. Mình kết hợp với cả công ty bên trung tâm Việt Mốt hướng dẫn cho các bạn về cái đầu tiên là cách các bạn phân biệt nhận biết là cái máy nào chất lượng còn tốt, thứ hai là các bạn phải biết chỉnh sửa những cái máy của các bạn đang dùng từ máy may đến máy bắt sổ làm sao để nó đạt cái hiệu quả cao nhất. Thì trên tay của các bạn mọi người đều có một cái bản hướng dẫn đây. Thì bản hướng dẫn này đồng thời ở bên trên có số điện thoại hỗ trợ kỹ thuật của mình, thì sẽ hỗ trợ các bạn có vấn đề gì kỹ thuật thì các bạn có thể gọi cho mình. Có điều là không gọi sau 2 giờ đêm không? Các bạn sau 2 giờ đêm các bạn đừng mở máy nha các bạn may. Hôm nay về cái nội dung buổi học nhá, thì buổi học thì phần đầu tiên mình sẽ hướng dẫn các bạn về máy câu một kim, thì có một kim thì sẽ có máy công nghiệp và máy gia đình. Phần thứ hai mình sẽ hướng dẫn về cái máy bắt sổ. Đấy, các bạn nhìn ở mặt sau thì có một người cần đến mặt bắt sổ nha.
Bình thường các bạn nhìn thấy tất cả các máy bay một kim nhá, mình sẽ giới, bởi vì sở dĩ mình các bạn nhìn thấy mình tháo tung một cái đầu máy ra như này là máy bay một kim, thông xuống như kia cầm dây cái máy gia đình đúng không ạ? Đây đây, bởi vì sẽ có các bạn dùng máy công nghiệp, dùng máy gia đình, nhưng mình để cho các bạn để phân biệt được cái máy công nghiệp, máy gia đình. Thứ hai là khi mình có thể trong trường hợp mình sẽ máy gia đình, mình có biết cách mình chỉnh sửa được. Thầy nhá, mọi người chú ý này, trên một cái máy bay thì sẽ có những cái bộ phận này. Đầu tiên là cái đây là cái ống chỉ á, đây là ống chỉ này, thì sẽ có cái sợi chỉ dẫn lên, đây là cái cần chỉ đúng không? Đấy, xuống đây thì đi vào cái đầu máy này, đây đi ở đầu máy, đây cái sợi chỉ đi vào cái đầu máy này, thì khi mà đi đến đây, đi qua cái vị trí này gọi là cái vị trí cần dẫn chỉ, tiếp theo là xuống cái đồng tiền, bất kỳ một cái máy may nào đều phải có một cái đồng tiền. Đồng tiền này gọi là cái đồng tiền để kẹp chỉ để nó có cái độ giữ chỉ, khi mà cái chỉ nó giật lên giật xuống thì nó không bị lỏng chỉ. Mọi người chú ý nhé, khi mà cái đồng tiền của mình luôn luôn bản mà phải có cái độ co giãn như này, luôn có độ co giãn, và bên trong cái đồng tiền thì sẽ có cái ti này để bảo đảm là khi mình cắt cuối thì cái đồng tiền này nó sẽ há như này để mình giúp cái sợi sẽ lỏng hơn. Đối với máy điện tử thì cái đồng tiền này sẽ tự động nó tách khi mình cắt chỉ. Đây là đồng tiền, đây gọi là đồng tiền, ở đây ở bên trong đồng tiền thì có một cái ti này. Thì cái đồng tiền này nó có một cái yếu tố nữa là chính là cái dâu tôm. Bất kỳ một cái đồng tiền nào cũng có một cái dâu tôm này. Cái dâu tôm này để giật chỉ. Thì trong một cái máy may về cái những yếu tố mà ảnh hưởng đến đường may thì cái dâu tôm này nó chiếm đến tầm 30%. Bởi vì chỉ có cái dâu tôm này nó bị gãy, đang chạy mà gãy cái thì mũi chỉ nó sẽ trở nên xấu luôn. Và mình thâu mình chỉnh cũng không thể đẹp được như cũ được. Thế mà lát nữa mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách thay cái dâu tôm này. Đối với cái dâu tôm này thì mình mua ở trên thị trường thì mình mua cả một gói to thì chỉ rơi vào có 1.000 một cái dâu tôm này. Nhưng mà gọi người thợ đến thì họ hay mua một cái dâu tôm này chắc chắn họ phải lấy 100.000, bởi vì công của họ đi 100.000 là tương đối rẻ đấy. Còn có những người mà ở trên về quê mà lên đỉnh núi ở thì gọi thợ đến là không thấy được đúng không? Chắc chắn luôn. Bạn nào lớp mình ở trên đỉnh núi đó, một bó còn tiếp theo là cái cò ở chỗ bất kỳ một cái máy nào đều có một cái cần giật chỉ nhá. Các bạn nhớ này, cái cần giật chỉ chính là cái chỗ cái nó là cái cò để mình sỏ chỉ vào. Các bạn nhớ lại, đây chính là cái nằm ở bên trong cái này. Còn ở trong máy gia đình nhá, ở trong máy gia đình thì cái cò giật chỉ nó là cái này. Đây, cho vào ngoài kia để nhìn đúng rồi. Đây.
luôn chỉ cho máy gia đình. Đây. Khi các bạn luồn luồn chỉ cho máy gia đình, các bạn chú ý này. Cái sợi chỉ của các bạn từ vị trí này đi vào đây. Sau đó đi theo chiều mũi tên này. Các bạn nhớ nhá, tất cả các máy đều dứt khoát phải có một cái dâu tôm này, gọi là cái để căng chỉ. Tất cả đều phải đi qua dâu tôm, đi qua cái khọp này. Đấy. Đúng là dâu tôm ở bên ngoài, còn máy gia đình thì nó nằm ở bên trong. Trong trường hợp mà mình tháo cái nắp rồi mình nhìn theo đồng cái dâu tôm mình còn độ co giãn hay là nó bị gãy rồi. Đấy. Đây tất cả đều phải có qua cái đối với cái cò kia thì mình phải sâu qua lỗ, còn đối với cái này thì mình chỉ cần cài qua như này. Một số máy thì cũng có những cái yếu tố là sâu qua lỗ giống như máy công nghiệp. Còn cái đồng tiền kẹp chỉ của cái máy gia đình thì nó nằm ở bên trong rồi. Tất cả cái máy gia đình thì đồng tiền độ kẹp chỉ của nó nằm ở bên trong của máy. Nó khác với cái máy công nghiệp. Cái yếu tố tiếp theo để đây là hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn là cái những cái yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến cái mũi may của các bạn, chứ mình không hướng dẫn đến mức độ mà bóc tất cả máy ra thì dành cho những cái người gọi là kỹ sư chuyên ngành bộ máy. Ở trong cái thao tác của mình là mình sẽ hướng dẫn cho các bạn là cái thao tác để hướng dẫn cho các bạn phải làm được, chứ không phải hướng dẫn xong mà các bạn không làm được thì nó lại quay. Đấy, từ từ để chống đỡ, để anh hướng dẫn cho tất cả các bạn đến cả cái thao tác mà bị cuốn chỉ vào cái pulley này thì biết cách gỡ ra như nào. Đây là cái răng cưa này, răng cưa với cả mặt nguyệt. Thì trên thị trường có hai loại, một loại răng cưa B và là răng cưa E, gọi là người ta gọi là cầu cân và cầu lệch. Đây là răng cưa cầu cân thì nó có 4 răng, là chuyên để may các loại vải mỏng với cả các vải hàng kỹ. Còn nếu mà may hàng bảo hộ lao động hoặc may hàng dày, người ta hay dùng cái răng cưa B, là răng cưa mà có cái răng rất là to. Còn răng cưa này nó sẽ là răng cưa mịn hơn để nó không làm xước vải. Còn lựa chọn mua cái răng cưa này, các bạn nhớ nhá, là như cái răng cưa của thầy thường mua này là loại răng cưa tốt này. Là răng cưa, nếu răng cưa tốt này nó sẽ có cái số seri ở trên cái răng cưa này. Đấy. Và nhìn các răng của nó rất là đều nhau. Khi bạn dùng những cái răng này thì sẽ nâu bị mòn. Còn nếu dùng cái răng cưa thì mà cái đường răng, các răng nó không đều nhau, chỉ một thời gian sau nó sẽ nhanh, rất là ngon, nhanh hay. Cũng là một lần hay, một lần biển. Giá của cái răng cưa này, nếu mà bạn mà mua cái răng cưa tốt loại này thì cũng chỉ rơi vào khoảng tầm khoảng, nếu mà biết các bạn biết mua thì cũng chỉ rơi vào khoảng tầm khoảng 15 đến 20 ngàn thôi. Nếu mà mua lẻ đấy. Giá không biết mua ấy à? Giá không biết mua thì là 50.000. Rất có thể là đến 50.000. Bởi vì cái này gần như ở trên mạng là không có, người ta không bán online, mà chủ yếu bán cho thợ máy thì hay, nên cái giá của cái này thì nó giá nó vô cùng lắm. Cái này thường là mua ở trên mạng hay học, nhưng mà nếu mà trong trường hợp mà các bạn đăng ký các lớp khóa ở đây mà các bạn mà đấy thì các bạn cứ chỉ đăng ký với cả ấy, thì mỗi lần mình đến là mình có một cậu kỹ thuật đến để bảo dưỡng máy thì bạn sẽ cầm đến cho bạn.
Các bạn nhớ nhá, cái răng cưa mà có cái số si ở trên cái răng cưa này, mà nhìn cái răng cưa là phải đều đều nhau. Còn nếu răng cưa nó không đều với nhau thì răng cưa rất nhỏ. Kể cả cái mặt nguyệt này, các bạn nhìn cái mặt nguyệt nhá, các bạn nhìn mặt nguyệt này, nếu mà nhìn cái mặt nguyệt tốt thì cái số mà người ta dập ở trên mặt nguyệt này thì rất là sắc sắc nét này. Đấy. Nhưng dập mặt nguyệt này thì dùng nó lâu rồi, mà khi mình đâm kim mình có vô tình đâm vào cái nỗ ở bên cạnh này thì nó không bị vết. Nếu mà các bạn mà để kim nó đâm vào cái nỗ ở bên cạnh này thì nó sẽ bị vết, và đồng thời khi mà mũi chỉ của mình chạy lên chạy xuống nó hay bị vướng chỉ ở đấy, nó tạo nên cái mũi, nó mũi chỉ nó không đều, nó có mũi được có mũi sùi, là nguyên nhân là do cái mặt nguyệt này nỗ kim này nó bị xước nhá. Đây mọi người nhìn đây là mặt nguyệt tốt này. Hôm tới mình không biết, mình hình như mình chưa mang qua đây nhỉ, mình sẽ mang cho bạn các bạn một cái quyển catalog, trong đấy có tất cả các linh kiện. Có rồi đấy, có rồi không em, mày lấy đi em, cái tủ tủ sách ấy không, tập một. Còn cái yếu tố nữa, khi mà cái sợi chỉ đi qua cái đồng tiền này. Đây. Thì đến tới chỗ đây là cái đây là cái ổ này, và đây là cái câu. Đây là hanh đòn dưới ổ. Thì các bạn chú ý là khi mà mình tháo ra, trong trường hợp mà nó hay bị đứt chỉ nhá. Nhớ đứt chỉ này. Thì là do cái, một là do yếu tố là do cái hanh đòn dưới ổ này, là nó có vết xước ở chỗ này. Khi mà cái sợi đây, cái này nó sẽ để nguyên như này, mọi người chú ý này, cái này sẽ để nguyên như này nhá. Khi mà sợi chỉ nó chạy qua vòng qua cái ổ thì nó sẽ vòng qua cái khe này. Nếu khe này nó không trơn, nó có vết xước thì nó sẽ bị vướng chỗ này. Rất nhiều trường hợp các bạn là bị xùi một đống chỉ ở bên dưới, là gần như 100% là vướng vào cái chỗ cái hanh đòn ngang này. Thì các bạn chỉ việc vặn con ốc giữ hanh đòn ngang này, rút ra, thì các bạn sẽ lôi được tất cả cái đống chỉ ở bên dưới ổ ra. Kể cả trong trường hợp mà các bạn máy bị kẹt thì cũng tầm 90% là do cái hanh ổ này. Sau đó các bạn tháo ra thì các bạn mới thấy là cái máy nó chưa luôn. Thì lúc đấy các bạn chỉ việc tháo ổ ra, trong ổ này nó sẽ bị vướng chỉ. Ổ này dứt khoát là có một phần ở bên ngoài là nó sẽ xoay nhá. Khi mà vào trong máy thì phần bên ngoài xoay, còn phần bên trong là bị cái hanh giữ ổ này nó giữ đứng yên luôn. Kim của các bạn nó sẽ luôn đâm vào đúng cái lỗ này luôn. Nhớ nhá, kim luôn đâm vào đúng cái lỗ này. Còn cái phần nõi bên trong là nó luôn đứng yên. Bởi vì nó được bị giữ bởi cái này. Trong trường hợp mà tất cả trong cả ngoài đều xoay thì kim của bạn đâm vào một cái vị trí bất kỳ của cái ổ này thì nó sẽ bị nổi luôn. Còn khi mà mình mua máy ấy, thì mình chỉ cần chú ý như này. Một cái máy khâu mà vẫn còn tốt thì cái ổ là mình cầm mình nhắc này thì là ổ của nó phải cứng, nó không có tiếng kêu. Đấy. Nếu mà ổ mà nó có đang có tiếng kêu này là ổ có là tuổi họ nó cao rồi. Đúng rồi, sờ vào nó cứ đứng im là tốt. Sau đó mình xoay này, mà nó tách này, mình nghe mình chuyển hơi nghiêng cái máy như này, mình cầm mình xoay như này, kêu tách thì mình biết là cái ổ này là nó đã, hoặc mình nắc như này. Mình biết là ổ đã tuổi họ nó đã cao rồi, còn ổ thì nó sẽ chạy nó rất rất là êm.
còn các bạn dùng trên thị trường thì có sẽ có các loại ổ máy như sau. Đây là ổ truyền thống, là ổ này là ổ quay tít. Còn có một số loại ổ máy chuyên dùng là những cái máy gia đình có ổ máy nó nằm ngửa như này. Ổ máy nằm ngửa thì phần lớn là chỉ có đặt cái khoi xuống, đặt xuống như này thôi. Những cái máy gia đình mà ổ nằm ngửa chỉ đặt xuống như này. Còn nếu mà ổ của những máy, có một số loại ổ của những máy gia đình khác thì là ổ quay một nửa xong nó quay ngược lại. Thì những ổ đấy tháo ra chỉ có hai thanh giữ ổ, gạt ra cái là nó bung ra luôn. Còn riêng ổ này thì nó bắt rất chặt, chính vì thế mà những cái máy công nghiệp đại thiết kế chạy tốc độ cao dùng cái loại ổ này. Người ta không dùng được những cái loại ổ kiểu kia. Ổ kiểu này nó mới bình. Về các cái linh kiện mà mình vừa nói ấy, thì các bạn có thắc mắc gì về các vấn đề các cái linh kiện mà cấu thành ảnh hưởng trực tiếp đến cái mũi may chưa? Thì chỉ có những cái yếu tố, nếu như cái răng cưa của các bạn cùn, nếu răng cưa của các bạn cùn, nếu các bạn sờ vào đây thấy nó cùn thì các bạn khi mà bạn chạy thì nó sẽ nì cái đường may, nó không đẩy cái vải đi. Bản thân của các bạn để ý nhá, là cái máy may của các bạn là máy may cái răng cưa nó đẩy vải, còn cái bên trên nó là giữ, một ở dưới đẩy còn ở bên trên nó là giữ. Thì khi mình sờ thấy nếu mà cái này nó bị cùn thì nó không, khả năng nó không được đẩy được vải, thì các bạn chỉ việc nhấc cái này lên, các bạn nhìn và sờ tay ở đây, lúc đấy mới biết được là, hoặc có thể cái răng cưa nó bị tụt xuống thấp đây. Đấy, bình thường của nó khi mà chạy nó lên vị trí cao nhất thì nó sẽ lượng cao hơn hẳn cái mặt người này. Mình sờ cái tay luôn, nó sẽ tụt xuống, nó không đẩy được vải đi. Nếu không cao, giả sử đằng trước thấp đằng sau cao thì lúc đấy là do cái thanh kinh đòn ngang này, lúc đấy chỉ kinh ngang đấy. Bên dưới các bên mặt trên này có bên này nè, bên này thấp hơn bên này. Bên này thấp hơn bên này thì chỉ lỗi. Còn nếu bạn mà muốn chỉnh được thì rất đơn giản thôi. Bạn vặn cái con ốc vào đây. Con ốc bạn vặn vào đây nhá. Bạn nót một ít giấy vào đây thì nó sẽ kênh cái này lên thì nó sẽ đều nhau. Bởi vì các cái máy mà ở trên thị trường ở Hà Nội cũng giống như ở trên thị trường Việt Nam ấy, thì phần lớn là chỉ có xưởng may họ đầu tư, họ mua máy mới. Còn nếu mà như các bạn mà học nghề với cả các bạn mở cái xưởng nhỏ, phần lớn là dùng máy cũ. Nếu để đấy thay răng cưa thì không cần phải nót nữa. Trong trường bạn thay cái răng cưa tốt thì gần như chắc chắn là răng cưa mà chuẩn thì gần như chắc chắn là ít khi bị một bên cao bên thấp, gần như không bị đâu. Còn một số bạn có hỏi mình là cái mũi may của em làm sao mà có một số máy của các bạn may mũi thẳng đẹp, em cứ đánh võng. Thì cái nguyên nhân để đánh võng cái mũi bình thường mũi của nó sẽ thẳng như này, nhưng có một số máy là may mũi nó cứ chéo 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 như này. Thì cái yếu tố mà để cho cái mũi nó chéo chính là khi các bạn nắp cái răng cưa vào đây, thì các bạn nhớ này, đây để mình đứng gần cho các bạn nhìn nhá, cái răng cưa này phải nằm giữa đây là nó nằm ở vị trí giữa của cái mặt nguyệt như này, giữa không phải là nằm giữa ở chỗ này mà nó, các bạn nhìn cái khe này, giữa sang hai bên đấy, giữa sang hai bên nhá. Đây, giữa sang hai bên này, nếu cái răng cưa của bạn mà nó đen nằm như này thì gọi là nó nằm chéo này. Đấy đấy các bạn, cái ở nhà mình bị thế đấy, của em là bị đẩy chỉ chéo đây. Đấy. Đây đây,
nó bị đẩy đẩy, nó nằm chéo chéo răng cưa như này. Đây là chéo chéo cái răng cưa này, còn đây là cân cân cái răng cưa này. Đấy đấy, có nghĩa là cái khoảng khoảng cách ở chỗ này và khoảng cách ở chỗ này là nó bằng nhau. Khoảng cách ở chỗ này và khoảng cách ở chỗ này bằng nhau, để như này là nó đang chéo này, thấy chưa? Có phải là chéo thì đúng rồi là sẽ bị nhảy đúng không? Đúng rồi này. Đây đây mày. Đây. Thế thì nó có liên quan gì đến rách vải không ạ? Rách vải thì lớn là cái răng cưa của em quá sắc. Quá sắc thì em dùng một cái, em ra ngoài tiệm em mua một cái giấy giáp. Em hơi ra ra cái mặt của cái răng cưa đi. Cái này thì về chỉnh lại cho nó thẳng. Đúng rồi, về mình chỉnh hai con ốc này nhá. Có hai con ốc này này. Vâng. Mình dùng tô vít nhỏ mình nới hai con ốc ra, vâng. Sau đó mình nới nhẹ nhẹ thôi, sau đó mình xoay cái răng cưa để vâng. Nó vào vị trí giữa này. Vâng. Sau đó mình siết vào, mình siết mỗi bên, siết ở đây một tí, siết đây một tí, mỗi bên một tí. Chứ vâng. Mình siết đừng siết một cái chặt hẳn, sau đó mình siết cái kia thì nó sẽ bị lệch. Vâng. Đường quen cho nghỉ đi. Bây giờ mình bê về các cái linh kiện mà ảnh hưởng trực tiếp đến cái mũi may, có bạn nào cần hỏi gì không? Có cái ổ này, cái dâu tôm này. À đây là cái đèn thoi. Có suốt nào có chỉ không? À đây à? Đây là cái thanh đấy là thanh ngang đòn ngang. Đây nhá, các bạn nhìn này, một cái máy may, một cái thoi và khi mình nắp vào chuẩn nhá, thì nếu mà mình để ở trạng thái như này, mình thả xuống như này, em có cái tô vít me nào không? Me à anh? Em toàn dùng kéo bấm. Đây các bạn chú ý này, nếu mà cái suốt của các bạn vậy, các bạn nhấc ra mà nó cứ trơn tuột như này, đây nó cứ trơn tuột như này, thì cái suốt này là đang bị lỗi này, là không đạt yêu cầu. Nhưng khi các bạn may với cái những cái suốt như này ấy, thì nó sẽ bị nổi hạt gạo ở cái chỉ trên, nổi hạt gạo ở phía trên cái mặt chỉ ở bên trên của miếng vải, nó sẽ nhìn nó sẽ xấu. Trong trường hợp này nó có hai nguyên nhân. Một nguyên nhân là cái me này của các bạn này, ngoài các bạn dùng thì không vệ sinh, nó vướng cái bẩn vào đây. Lúc đấy các bạn đưa một cái tô vít mỏng vào đây, bẩn này gạt
một cái thì nó sẽ ra hết các cái bụi bẩn, hoặc là các bạn có thể hổi cái lạnh thì nó sẽ ra hết các bụi bẩn đó. Còn nguyên nhân thứ hai là do cái đồng tiền này trong quá trình chạy, cái me này trong quá trình chạy của máy thì nó bị nỏng ra. Các bạn dùng tô vít các bạn xoáy vào. Xoáy vào bảo đảm. Đây. Để bảo đảm là các bạn thả xuống một tí, nó xuống. Thả một lần thả xuống được một tí, xuống một tí. Nếu mà các bạn thả xuống mà nó không trôi được thì là cái này nó đang chặt quá. Đấy, nó thả xuống, nó trôi xuống một chút này là đi cầu. Còn các bạn chú ý nhá. Đối với máy, đây là máy gia đình này. Không thấy cái miệng của nó sẽ nhỏ như này. À đây là máy công nghiệp. Còn đối với máy gia đình thì cái để được các bước dí dắt như này. Các bước chạy bước dí dắt như này, hoặc cái máy dí dắt. Bất kỳ những cái máy nào tên là máy chạy được đường dí dắt thì cái miệng của nó phải rộng để khi bảo đảm cái kim nó chạy sang qua trái qua phải. Còn nếu các bạn thay cái thoi này vào cũng được, nó cũng thể vừa được cái ổ, nhưng mà khi mà chạy thì kim nó sẽ đâm vào hai bên cạnh này. Và tất cả đều phải chú ý là khi mình mua những cái suốt ấy thì suốt công nghiệp là suốt công nghiệp và suốt gia đình ra suốt gia đình, bởi suốt của máy gia đình thì nó sẽ dày hơn cái suốt này, còn suốt này nó sẽ mỏng hơn suốt của máy gia đình. Khi mà lắp cái suốt của máy gia đình vào đây nó sẽ đầy lên tới miệng này. Và khi mà mình ấn vào xong cái suốt này nó chặt cứng rồi, nó không thể xoay được nữa. Đây đây. Chưa. Từ từ để anh. Cứ từ từ. Đây để anh đưa ra đây để anh dẫn cho mọi người. Xoay cái đầu máy đây. Còn về tiếp theo cái mà ảnh hưởng trực tiếp mũi máy có đồng tiền này, có thoi này, có suốt này, thoi suốt này, ổ, thì cái những cái yếu tố tiếp theo để các bạn nhận biết và khi mà các bạn lựa chọn máy hoặc khi các bạn mua máy nhá, thì các bạn nhìn này, cái chỗ vị trí cò giật chỉ là một, cái chỗ vị trí cái hanh giữ chỉ là hai. Nếu máy nào mà người ta chạy rất nhiều lần rồi ấy, có nghĩa cái tuổi thọ của nó rất cao rồi, thì những cái này nó sẽ có cái vết cứa rất sâu ở cái vị trí này. Lần đấy không nên mua những cái máy nó có tuổi thọ rất cao. Đây, giả sử ở cái cò giật chỉ đấy, ví dụ như một cái máy mới, người ta mới chạy được tuổi thọ người ta, giả sử như một cái cũng giống như một xe máy, người ta chạy được 100 cây số khác một máy chạy được 1 vạn khác một cái xe máy chạy được 10 vạn nó khác, đúng không? Như những cái xe máy thì cái người thợ người ta đại tu lại ở bên trong mình không nhìn thấy được. Như cái máy người ta cũng chăm chỉ để đi ở bên ngoài mình biết được ngay, mình nhìn thấy cái cò giật chỉ này nó còn rồi. Cái vừa nhiều có cái sai đi thì người ta mua một máy thì cái người cho công nhân sản xuất là 18 tiếng, còn đối với công sử dụng máy thì họ bảo là họ tận dụng cái công suất của cái máy và cái tiền họ đầu tư ra thì cũng là đấy. Hai đấy, nhưng mà
cái thời gian để cho máy nó đôi bạn như năng ca để nghỉ không thì nhìn những cái máy đấy khi mà họ thải ra thì nó đã rất là gọi là rất là tã rồi đấy. Cái chỗ cái cần giật chỉ này đây, cái cần giữ chỉ chỗ này nhá thì nó cũng có một vết cứa rất sâu. Tất cả những cái này nó đều ảnh hưởng đến cái thời gian của cái máy chạy. Một cái nữa, một cái yếu tố nữa, các bạn nhận biết được là cái máy này nó còn chạy được hay không là các bạn cầm cái cầu cưa này. Đây là gọi là cái cầu cưa này. Nếu những máy nào mà tuổi thọ cao á thì là cầu cưa này nó sẽ bị rơi như này. Thường thì nắp nó sẽ cứng nhắc luôn. Đối với máy mới là thì bạn nắp nó cứng nhắc luôn. Còn ở mọi chủ mình máy thì lựa chọn một cái máy tốt nhất, bởi vì mình mua máy này cũng không phải là như cái đồ tiêu dùng khác mà mình mua trong một vài tháng một cái máy mình đủ đâu, đúng không? Một cái yếu tố nữa, ví dụ sơ qua về cái đầu máy này, trong cái đầu máy này thì có nhiều con ốc để chỉnh, nhưng mà chỉ có hai con ốc là mình cần chú ý này. Con ốc này là cái con ốc để chỉnh cho cái chân vịt. Khi cái chân vịt này có một số trường hợp là cái chân vịt nó không tụt được xuống. Đấy, một số bạn là rơi vào cái tình trạng là khi mình hạ cái này xuống thì cái chân vịt nó cứ nửng nơ, nó không xuống được hẳn ở cái vải, nó cũng không tiếp xúc được với cái răng cưa ở bên dưới thì nó không đẩy được vải đi và chạy máy nó cứ bùng nhùng. Thì lúc đó mình sẽ xoáy con ốc ra. Thì nếu mà trong trường mà cái vị trí này khô dầu thì mình nhỏ một ít dầu vào đây, bởi vì những cái máy mới thì nó hệ thống bơm dầu nó tốt. Còn nếu những cái mà máy cũ thì hệ thống nó là thấp, hai là nó không còn hoạt động nữa. Ví dụ như mình nói đơn giản nhất là có những cái bấc người ta thiết kế ở những cái vị trí này, nhưng mà về đến khi mà về công thợ Việt Nam đại tu lại ấy, thì một là nhìn nó vướng, hai là nó đã nát quá rồi, người ta không muốn sâu ở nó, vứt đi cho nó đỡ vướng. Nên các bạn mua máy cũ thì những cái yếu tố này nó là cái yếu tố nhỏ thôi, nhưng mà cái yếu tố mà để lựa chọn máy là các cái mình nắp ở các bộ như này, tiếp theo nắp ở cái trụ kim này. Nếu cái trụ kim mới nó sẽ cứng nhắc, còn nếu trụ kim của máy dùng rồi thì nó sẽ có cái độ rơi như này. Độ rơi càng nhiều thì khi mà chạy thời gian thì nó sẽ bị chảy dầu. Đây là cái trụ kim này. Cái này là đã rơi chưa này? Cái này cũng hơi bị rơi rồi. Rơi là như nào? Giờ là nắp là nó hơi lung này một chút. còn cái vị trí này, cái này là chỉnh cái trụ kim nhá. Còn ốc này để chỉnh cái trụ kim này. Trụ kim lên chúng tôi cho mình chỉnh cái tầm bổ. Trong đó các bạn mình sẽ chỉnh một từ cho các bạn yếu tố ạ. Có những yếu tố như mũi chỉ xấu này, đứt chỉ. Thì cái yếu tố mũi chỉ xấu các bạn chỉnh ở bên trên, nhưng mà đứt chỉ với cả bỏ mũi là gần như là phần lớn là 100% là nằm ở dưới ổ này. Thì khi mà mình thay ổ này hoặc là mình sửa hoặc mình chỉnh lại ổ thì mình lúc nào mình phải biết cách chỉnh lại cái ổ đấy. Đấy, ở trong đầu máy thì chỉ mỗi cái yếu tố đấy vậy thôi. Còn đây là cái ốc để nén chân vịt này.
nếu mà chân vịt nó lơ lửng thì mình sẽ nới cái con ốc kia ra để cho cái trục này nó lui xuống một tí, đúng không? Đúng rồi. Khi mình sẽ đưa cái trục này xuống. Đưa về trên. Bây giờ mình nới con ốc này ra là cái này nó đẩy sâu hẳn xuống. À. Đấy, đẩy sâu hẳn xuống. Thì là mình giữ đúng cái cữ của nó, xong mình chặt vào. Trong trường hợp mà mình muốn là đưa ra để mà vướng ở chỗ nào, nếu chỗ này không bị vướng thì nó sẽ không sợ trong trường hợp bị lớn nhé, được không ạ? Đấy nơi có đâu ra. Thì trong trường hợp mà nếu mà nó trơn ấy thì nó sẽ đẩy cho cái chân vịt của mình tụt hẳn bên dưới như này, lúc đấy cái cần nâng của mình không còn tác dụng nữa. Đấy, đây. Còn trong trường hợp mà mình nắp cái mặt nguyệt này vào, mình nhớ nhá, đây mình sẽ làm cho các bạn để các bạn biết được là khi một cái chân vịt của các bạn nó lơ lửng thì phải làm như nào. Đây là nó bị trạng thái là đây là trạng thái hoạt động tốt này. Đấy, còn trong trạng thái mà nó bị lơ lửng nó sẽ bị... tự động cái con ốc này nó sẽ nén, sẽ đẩy xuống cho nó sát cái mặt nguyệt này, đúng không? Đúng rồi, sát mặt này là được, đừng để cho cái chân vịt nó nơi lửng nó không, nó bể được vải đi. Có cần phải cắt răng cưa không ạ? Sao? Có cần phải cắt răng cưa không ạ? Hay không, khi cái bạn xuống thì cái răng cưa bên dưới bạn không hề chỉnh cái gì hết, thì bạn vẫn để nguyên răng này, nó không ảnh hưởng gì. Đấy, bạn không giữ vào, bạn vào định vị lại. Khi bạn định vị xong rồi thì bạn nâng lên nhỉ? Thì nó sẽ nâng lên được. Còn cái yếu tố gạt gối mà nó không lên được thì cũng có một số yếu tố là do cái này, vậy con ở ngoài bụi trong đầu máy ra thì nó là mình sẽ nói cho các bạn biết cả đến cái gạt gối. Đây nhá, kim nằm giữa của hai mét chân vịt chính là cái chân vịt giữa kim. Đây, chân vịt nằm giữa kim này, đây là cái kim nhá. Đúng rồi, gì chứ, kim nó chỉ chuẩn ở chỗ đấy thôi. Đây nhá, nếu trong trường nó bị lệch như này, mọi người để ý này, khi mà mình vặn con ốc ra, cái con ốc này cũng có tác dụng, luôn một tác dụng nữa là con ốc để chỉnh cái chân vịt sang trái và sang phải. Đấy, con ốc chỉnh sang trái và sang phải để khi mình hay các chân vịt giả sử như ví dụ như các bạn như này, đây các bạn hay các vịt để may vá, vịt đi may chân cao chân thấp, các bạn sẽ chỉnh trên mặt đi chân thấp.
hoặc các chân vịt may nhún là cái chân vịt mà dạng chân như này thì nó sẽ có đúng độ đâm đẳng xuống, nhưng mình lại phải làm chuẩn. Và một cái nữa đó là cái chân vịt đây, cái chân vịt kiểu may đây là chân vịt khớp cảnh chân cao chân thấp này đấy, các cái áo sơ mi này là hay dùng các chân này. Cả những cái chân sau này các bạn dùng sẽ dùng sẽ nhưng dùng những cái chân như chân này là chân viền này, đây chân vịt viền này, thì khi mà có nắp cả một cái bộ chân vịt viền này vào thì sẽ các bạn sẽ có cái nắp được chuẩn, có cái bạn không nắp được chuẩn thì các bạn sẽ cũng sẽ phải chỉnh cho cái vị trí của cái kim nó đâm vào đúng.